Trong một cuộc thám hiểm diễn ra vào những năm 70 của thế kỷ 20, con người đã khám phá được những điều kỳ diệu về độ sâu của trái đất thông qua một dự án quy mô lớn tại bán đảo Kola của Nga. Dự án nghiên cứu lớp phủ trên bề mặt trái đất này đã mang lại thông tin quý giá về bản chất của hành tinh chúng ta. Bắt đầu vào năm 1972, mục tiêu của dự án khoan Kola là xâm nhập sâu hơn bất kỳ lỗ khoan nào trên trái đất. Vào thời điểm đó, các nhà khoa học tin rằng họ có thể khoan sâu đến khoảng 15 km. Công việc khoan khá suôn sẻ, nhóm thám hiểm lòng đất hy vọng về cánh cửa dẫn đến những khám phá đầy kỳ diệu đang chào đón họ. Đến năm 1989, dự án này đã thiết lập kỷ lục thế giới với độ sâu ấn tượng là 12,262 km theo đường thẳng. Đây chính thức trở thành lỗ khoan siêu sâu Kola, điểm sâu nhất từng được con người đạt tới. Tuy nhiên, nhiệt độ tại độ sâu này đã đạt mức 180 độ Celsius, khiến việc tiếp tục trở nên quá khó khăn và nguy hiểm. Nếu họ quyết định tiếp tục khoan sâu tới 15 km, nhiệt độ tại đó có thể tăng lên gần 300 độ C, và đây là một mức nhiệt độ khiến mọi thiết bị khoan trở nên vô dụng và sẽ bị phá hủy. Cánh cửa dẫn đến sự hiếu kỳ về bản chất của trái đất đã được niêm phong vào năm 2005, một hành trình đầy thách thức đã chấm dứt. Tuy nhiên, dù không đạt được độ sâu dự kiến ban đầu, dự án khoan Kola đã đem lại nhiều khám phá thú vị về lớp vỏ trái đất. Các nhà khoa học đã phát hiện rằng ngay cả ở độ sâu 12 km, nước vẫn tồn tại. Điều này đã phủ định một quan niệm trước đây rằng không có nước tại độ sâu này. Họ cũng tìm thấy khí heli, hydro, nitro và CO2, cho thấy sự đa dạng và phong phú của hệ thống địa chất tại độ sâu này. Những phát hiện thú vị không chỉ giới hạn ở đó. Các nhà khoa học đã phát hiện 24 loài sinh vật đơn bào mới, sống trong những lớp đá có niên đại 2,7 tỷ năm trước. Việc phát hiện những loài sinh vật sống tại độ sâu này đã mở ra những giả thuyết thú vị về khả năng sống trong điều kiện cực đoan của lớp đất dưới lòng đất. Một trong những bằng chứng rõ ràng nhất là việc tìm thấy những hóa thạch nhỏ bên trong các hợp chất hữu cơ vẫn nguyên vẹn, mặc dù chúng đã phải đối mặt với áp suất và nhiệt độ cực cao trong môi trường đất đá. Đây thực sự là một hành trình thám hiểm đầy giá trị và hấp dẫn, dù không thể đạt tới đích cuối cùng. Giếng địa ngục Kola vẫn là một biểu tượng của sự tò mò và khám phá con người.